Mua đất đã có sổ đỏ, nhưng nhà chưa được cấp sổ xảy ra khá phổ biến vì nhiều người dân sau khi xây nhà không đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Nếu mua đất đã có sổ đỏ, nhưng nhà chưa được cấp sổ, người mua sẽ gặp phải 4 rủi ro sau. Đầu tiên là nhà không đủ điều kiện sang tên. Điều 114 Luật Nhà ở năm 2014 quy định điều kiện nhà ở khi tham gia giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở như sau. Có sổ đỏ, không có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu, đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn, không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, muốn mua bán nhà phải có giấy chứng nhận, tức sổ đỏ, sổ hồng, trừ trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Nói cách khác, tại trang 2 của giấy chứng nhận phải thể hiện thông tin chứng nhận quyền sở hữu nhà ở như loại nhà ở, diện tích xây dựng, diện tích sàn, hình thức sở hữu, v.v. Rủi ro thứ hai là dù bên mua đã trả tiền cho người bán nhà nhưng không được công chứng, không được sở hữu nhà ở. Căn cứ Điều 40 và Điều 41 Luật Công chứng năm 2014, hồ sơ yêu cầu công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở phải có bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng. Theo đó, nếu nhà chưa được cấp giấy chứng nhận thì chỉ được công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vì không được công chứng, chứng thực nên khi sang tên sẽ chỉ được sang tên quyền sử dụng đất, còn nhà ở thì không được đăng ký. Điều đó đồng nghĩa với việc người mua trả tiền mua nhà gắn liền với đất nhưng không được sở hữu căn nhà này. Rủi ro thứ ba là khó làm sổ đỏ, sổ hồng, nhà ở đứng tên người mua. Căn cứ Điều 31 Nghị định 43 năm 2014, chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo hợp pháp về nhà ở thì mới được chứng nhận quyền sở hữu. Theo đó, nếu việc xây nhà ở có giấy phép xây dựng nhưng đứng tên người khác thì chỉ được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đứng tên người mua nếu mua trước ngày 1 tháng 7 năm 2006. Nếu có giấy tờ mua bán, giấy tờ đó phải có chữ ký của các bên liên quan và phải được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận. Nếu không có giấy tờ về việc đã mua nhà ở trước ngày 1 tháng 7 năm 2006, có chữ ký của các bên liên quan thì phải được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận về thời điểm mua. Nếu có giấy phép xây dựng nhưng mua từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 trở về sau thì nếu muốn cấp giấy chứng nhận cho nhà ở thì phải đứng tên chủ cũ, tức người bán. Trường hợp xây nhà nhưng không có giấy phép xây dựng. Nếu nhà ở thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó. Nếu không thuộc khu vực phải xin giấy phép xây dựng, phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 1 tháng 7 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Hoàn thành xây dựng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch. Tóm lại, việc cấp giấy chứng nhận cho nhà ở để đứng tên người mua khó thực hiện về mặt luật và thực tế. Rủi ro cuối cùng là có thể xảy ra tranh chấp về nhà ở. Như đã phân tích ở trên, khi nhà ở không có giấy chứng nhận thì không được công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán, không được đăng ký sang tên. Nếu người bán lật lọng thì sẽ xảy ra tranh chấp, nhất là khi giấy phép xây dựng đứng tên người bán. Tuy nhiên, rủi ro này tương đối ít xảy ra trên thực tế. Trên đây là một số rủi ro khi mua đất đã có sổ đỏ nhưng nhà chưa được cấp sổ. Mặc dù có những rủi ro pháp lý như trên, nhưng nhiều người vẫn mua vì trên thực tế các bên thường quan niệm khi sang tên sổ đỏ, quyền sử dụng đất là đã hoàn tất việc mua bán nhà ở, nên người mua vẫn tiếp tục sử dụng. Nếu thấy thông tin này hữu ích với bạn, vui lòng ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo.